quay lại với chương trình Giọng Ca Bí Ẩn. Và sau đây là tài lễ của Giọng Ca Bí Ẩn số 2 của chúng tôi. Xin mời quý vị cùng xem. Có gì dặn dò? Tư trang của ta chưa sắp xếp, ngươi giúp ta làm đi. Chân của hoàng hậu nương nương mỗi khi trời chuyển mưa thường sẽ đau nhức không dứt, nô tỳ còn phải đi xoa bóp cho nương nương. Minh Ngọc ắt tự biết làm, ngươi chỉ cần hầu hạ ta là được. Nô tỳ sẽ nhờ người khác giúp người, xin người đợi cho một chút. Ngụy Anh Lạc, ngươi thật là to gan, dám cãi lại mệnh lệnh của ta. Nơi người đang đứng bây giờ là Tử Cấm Thành, là Trường Xuân Cung, không phải là Phú Sát Phủ. Ở nơi này, mệnh lệnh của hoàng hậu nương nương mới là nhất. Ta là tử chủ, ngươi là nô tỳ. Hôm nay ta phải cho ngươi biết thế nào là quy củ, thế nào là thể thống. Ngươi điên rồi, còn dám đánh ta. Muốn tỏ vẻ thị uy thì cút về Phú Sát Phủ của cô đi. Ở đây là Tử Cấm Thành, mọi người đều là nô tỳ của hoàng gia. Thân phận của cô vốn dĩ là ngang hàng với ta. Nếu ta có sai thì hoàng hậu nương nương xử phạt, làm gì đến lượt cô vượt qua chức phận của mình. Người đâu? Người đâu? Người đâu? Người đâu? Trân Châu, Kỷ Đắc Lạc nhĩ tình, Trường Xuân Cung ngày nay đã không còn là thiên hạ của cô nữa. Ta khuyên cô đừng nên hỗn xược ở đây. Ngươi không sợ? Không sợ ta nói với hoàng hậu nương nương sao? Hoàng hậu nương nương trong lúc cần cô nhất, cô không do dự mà cả ra khỏi hoàng cung, đi không quay đầu lại. Bây giờ cô nghĩ xem, hoàng hậu nương nương sẽ tin ai đây? Hổ Phách, Trân Châu, đường đi trơn quá, Phú Sắc phu nhân không cẩn thận bị ngã rồi. Mau dìu phu nhân về đi. Hay quá. Thật sự phải nói hai chữ xuất sắc cho tiểu cô nương đây. Wow. Tiểu cô nương nghiện phim này phải không? Dạ thật sự là em rất là thích lòng tiếng phim, cho nên là em hay tham khảo những cái bộ phim như thế này. Cho tài hạ hỏi, cô nương mất bao lâu để học được nó? Chính xác thì là 2 ngày ạ. Wow. 2 ngày. Wow, giỏi quá à. Nếu như cho làm dĩ dạ 20 ngày chưa chắc lòng được. Thật sự cái lúc mà em mà có em bé là mình không đi diễn được, thì cái nghề chính của em lúc đó là lòng tiếng phim. Yeah. Và khi mà em lồng tiếng là nhìn vào cái tờ kịch bản là đã rất là khó rồi. Huống gì bạn này bạn học thuộc lòng mà bạn đọc một cách thao thao bất tuyệt như vậy. Bình tĩnh lắm nha. Và cái khó nhất của diễn viên lồng tiếng đó là phải làm sao cho có cảm xúc trong cái giọng nói, chứ không phải là bị đọc. Cho nên là em cảm thấy rất là nể bạn này. Nếu như bạn nói bạn không phải là diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp thì quá nể, quá xuất sắc. Nể tài lẻ nhưng còn tài chánh thì sao? Chưa biết nha, không biết có nể không. Tại vì chưa có show ra làm sao biết được. Tại vì thường theo em biết những người mà diễn viên lồng tiếng hát không được hay cho lắm. Em nghe Võ Hạ Trâm chưa? Mới vừa rồi là anh mới lồng phim Lion King. Thấy chưa? Thấy không? Trong đó có những cái vai Mumba và Timba, là hai cái vai mà hát được rất là nhiều. Những diễn viên đó là chuyên nghiệp về lồng tiếng nhưng mà hát cũng rất là hay. Và nhất là bạn số 2 này á, cũng nghe được là giọng của bạn rất là vang, bạn sẽ hát không dở đâu. Vậy là em lại sai nữa rồi. Em sai hoài. Xin ông Vịnh, em có cảm tình với bạn này không? Nãy giờ mọi người nói hết rồi. Thật ra em cũng rất là thích lồng tiếng, nhưng mà đặc biệt là thích lồng tiếng giọng con nít nha. Ừ, anh cũng không nghĩ là em lồng được tiếng người giọng người lớn đâu. Cái giọng em bây giờ cũng nghe như nít vậy nè. Đầu tư không? Đầu tư. Đầu tư nha. Nói làm nghe, chứ nãy bà chuyên cho bà khen cho đã, bà đưa 100-200 đó. Ai em cũng khen hết. Ôm Vĩnh Quang, sao? Thích không? Anh rất là ngưỡng mộ.
cái tài năng của em. Tại vì anh là người cũng đã đọc voice off cho một số chương trình, thì anh biết là khi mà đọc voice off á, mình đọc theo cái chất giọng mạnh hay là nhẹ theo cái chương trình yêu cầu thì nó đã rất là khó rồi. Nhưng mà trong khi em vừa đọc, vừa phải diễn, vừa phải nói theo từng cảm xúc, anh nghĩ là với một người có thể điều khiển được cái chất giọng của mình tốt như em, thì anh nghĩ em là một người sẽ có giọng hát rất tuyệt vời. Bây giờ ăn được cả thì ngã về không, đúng không ạ? Chúng ta chỉ có đầu tư hoặc không mà thôi. Mời các bạn cho con số. Ba, hai, một, xoay. Kính thưa quý vị, như vậy là Ôn Vĩnh Quang 300 triệu, Xin Hồng Vĩnh 500 triệu, Lâm Vĩ Dạ 250 triệu, chị Thu Thủy 150 triệu. Như vậy là dòng ca bí ẩn số 2 sẽ thuộc về Xin Hồng Vĩnh. Xin chúc mừng. Lần này nói là làm. Cảm ơn Xin. Hãy chứng minh cho mọi người thấy là Xin đúng. Mời em hát. Lòng tiếng hay, tại vì em có một người chị hát cải lương rất hay và bả lòng tiếng cũng rất hay mà cái giọng cũng giống giống cái chị này. Thôi em đừng có ngụy biện. Trời ơi. Em đưa cái con số. Quý vị hãy xem lại, đây là số của Dạ. Lâm Vĩ Dạ 250 triệu. Hồi nãy là cái máy này nó hư rồi. Em bấm 850 mà nó ra 250.
tôi đề nghị đổi cái người chơi đó đi. Đổi người chơi đi mọi người ơi. Các bạn còn chân chơi gì nữa? Bình chọn. Thời gian bình chọn kết thúc. Diễm ơi, bây giờ em giới thiệu về bản thân mình cho Lâm Vĩ Dạ và quý vị khán giả đây nghe được không? Trời, nhấn mạnh vậy sao? Sao phải chỉ nhấn mạnh Lâm Vĩ Dạ? Ờ, nghe đi nào. Trời ơi, nói đầu tiên xin cho em gửi lời chào đến anh Trấn Thành, chị Harry Won và những anh chị khách mời cùng quý vị khán giả trong trường quay ngày hôm nay ạ. Và đặc biệt là em gửi lời chào đến chị Lâm Vĩ Dạ. Trời ơi, làm như giỏi thích riêng em ơi. Đi về với... Đi về đi. Đừng có thấy sáng mắt mẹ làm họ. Em đi về đi. Em về đi. Tôi sẽ giúp em. Em mê cái giọng tôi này. Sẽ giúp em. Đừng có đưa ông Vĩnh Quang ra hết. Không. Đưa cho em. Ok, về đi. Cái mặt không vừa cái mặt nạ nào đâu. Dạ này sao nó có hiềm khích chị với thằng nhỏ. Cưng, đi hát bao lâu rồi cưng? Dạ tính tới bây giờ thì chắc được 3 năm ạ. Em có thể ca ballad. Wow. Thí dụ đi, thí dụ cái thử coi. Góc phố nơi anh hẹn, cành ngọc lan xòa bóng mát, tòa hương bát ngát. Bao với em ngày cuối thu buồn, chờ anh bao lâu trong mộng mỏi mòn mà chẳng thấy anh. Trời ơi, dễ thương vậy mà đưa có 250. Cái gì? Vậy là chứng tỏ cái má nó đâu có hư. Chứ vừa em cứ ghẹo người ta hoài thì tới giờ người ta phải chọn em lỡ thôi. Không nhìn, nói cho anh biết cảm xúc của em và sự hả hê của em khi sở hữu giọng hai số 2 này. Chị ấy đã định mệnh của em rồi, không thể nào thay đổi được nữa. Định mệnh luôn mọi người.